chưa bao giờ có một cái tuần lễ nào mà tôi thấy là giám khảo mà làm cho giám khảo say mê đến như vậy nha. Anh Đàm Anh Hưng là chỉ nhìn mấy người đẹp và nhìn cười nhẹ cái, rồi lắng nghe, rồi quay qua nhìn cười nhẹ cái nữa. Bữa nay nhìn Việt Hương comment mà để tai nhỉ. Chú Điều cũng ăn tươi nuốt sống Việt Hương. Chứ em hỏi lý do tại sao mà say mê dữ vậy? Hưng rất là mê Việt Hương. Yeah. À, sự thật, lâu lắm rồi mới gặp lại em ấy. Lại thấy em ấy rất là sôi nổi. Coi em ấy coi nhận định như thế nào đến một cái style rất là riêng. Đúng là Việt Hương của mình thần tượng đây rồi. Trời ơi. Cái gì vậy trời? Thần tượng đây rồi, nó kìa không nữa. Rồi sao tự nhiên y như ai gấp cục đá bỏ bụng nghe mát dạ dễ sợ ha. Thích dễ sợ luôn vậy đó. Cái kỳ vậy ta. Cuối năm các bạn đang đám cưới mình nha. Hân Hương. Các bạn thấy không? Bây giờ nhờ các bạn mà giám khảo hội say mê nhau các bạn thấy không? Cái điệu nhảy các bạn phải sôi động như thế nào mà họ đến được với nhau luôn kìa. Khủng khiếp chưa?